Hai, Minh Dũng xin chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay trở lại với chương trình Coi Hàng Xóm Ăn Gì cùng với Minh Dũng, với sự tài trợ của Shop Family Cát Tường nha cả nhà. Và ngày hôm nay Dũng sẽ không đi tới nhà hàng xóm nữa, Dũng sẽ không xâm nhập vào nhà của diễn viên nữa, mà Dũng sẽ xâm nhập vào nhà bạn của Minh Dũng. Mà cái người này á, nghe nói là coi như là chủ doanh nghiệp rồi đó, coi như là trong cái mùa dịch đó cũng tài trợ cho nhiều cái hoàn cảnh khó khăn lắm nha cả nhà. Và Dũng sẽ tới một cách bất ngờ thôi, cũng chỉ nói là anh ơi, là hôm nay em ghé thăm nha, không có cho biết giờ giấc nha mọi người. Đó thì ngày hôm nay Dũng sẽ xâm nhập vô coi người ta nấu cái món gì nha cả nhà. Rồi bây giờ thì mọi người hãy theo chân của Minh Dũng nha, đi thôi. Đây là phòng cho thuê Khang Vi nha cả nhà. Giờ đầu 60, giờ tiếp theo 20 ngàn qua đêm, 180-200. Địa chỉ ở xóm 3, xóm 5, Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 nha mọi người. Đây là cái chủ doanh nghiệp đó. Chủ doanh nghiệp đó, để coi coi mình xâm nhập bất ngờ vô coi anh ấy có nhà hay không. Dạ, chào chú ạ. Hello. Dạ, chào chú. Chào con. Chào cái gì vậy? Tiếp đón tôi vậy đó mẹ. Tiếp đón tôi bằng cái sự sẵn sàng vậy sao? Rồi. Dạ, okay, chào nhé. Chú thuê phòng ơi, chào chú. Ở đây cho thuê phòng hả? Dạ. Cho tôi hỏi có anh Minh Hiếu ở đây không? Dạ, dạ, chú Hiếu sắp bếp á. Dạ, con lôi kêu vô. Thôi, thôi, được rồi. Dạ. Để đó đi, để đó đi. Để đó đi, rồi chú đi xuống dưới, chú coi coi chú Hiếu đang làm gì chú nha. Rồi. Dạ. Ok, ở dưới bếp đúng không? Bếp dạ. Chỗ nào? Dạ, trong này chú. Rồi. Đâu chỉ tôi coi. Dạ, chú không? Dạ, chú con. Chú Ngọc à? Dạ, có. Ôi trời ơi, trời ơi, đã trời ơi. Trời ơi, qua sao gọi anh? Thiệt, trời cái gì? Tôi gọi anh hôm qua rồi anh nói gì vậy trời? Trời ơi, vậy hả? Tôi nói anh là ngày hôm qua là em sẽ ghé mà tôi không có nói giờ giấc thôi. Thì bây giờ là coi như là tôi qua rồi nè. Đó. Đứng qua chơi. Ê, anh đang nấu cơm nè, chú ở đây ăn cơm. Thì đó, chủ yếu là vậy thôi. Chủ yếu là vậy thôi. Cái gì? Cái gì anh nói anh đang nấu cơm hả? Giờ đang chuẩn bị nấu nè. Đâu, anh nấu món gì vậy? Đi 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 vô coi. Đây. Trời ơi. Nấu món gì? Đâu đi. Ăn mắm kho. Cái gì? Ăn mắm kho. Ăn mắm kho hả? Mắm và rau. Trời ơi, cái món này là em thích lắm luôn á Hiếu ơi. Trời ơi, kho mắm nè. Đó, cái này cái này là kho gì, cá gì vậy? Cái này là cá hú. Cá hú. Tôm. Tôm. Thịt. Thịt nè. Mực. Mực nè. Đó. Trời ơi, nhà có mấy người mà anh chuẩn bị ăn ngon quá vậy? Thì ăn bình thường thôi đó. Có nghĩa là mục đích hôm nay là không phải là em tới mà anh chưa đãi em đúng không? Không phải đúng không? Ăn bình thường. Cái này là coi như là bữa ăn bình thường của anh phải không? Đúng rồi. Chứ không phải là biết em tới là biết em thích ăn mắm kho rồi. Thường ngày á thì có chị biết nấu. Nhưng mà hiện tại thì anh á là cái dân miền Tây thì anh thích ăn mắm kho, thì nay từ anh vô bếp nấu. Chứ thường ngày thì có mấy chị nấu hết, mấy chị giờ đang làm việc trên lầu. Thật là anh nấu. Đâu phải em thử này, thử anh nấu xem thử coi ăn như thế nào nha. Phần á thì đây là gồm mắm, nhưng mà mình á mắm này phải mua gồm 1 gram mắm sạch. Mắm sạch đúng không? Chứ đúng rồi, mắm sạch, 1 gram mắm linh. 1 gram mắm sạch. 1 gram mắm cá linh. 1 gram mắm cá linh. 1 gram mắm biển. Là ba cái hòa quyện vô như vậy thì ăn cái vị mắm rất là ngon đặc trưng, chứ mình không có một thứ. Đây là anh mua 300 gram mắm nè. 300 gram mắm thì gồm có 100 gram mắm linh, 100 gram mắm linh, 100 gram mắm sạch, rồi 100 gram mắm biển. Mắm biển. Rồi. Đây, anh kho toàn bộ bằng nước dừa. Nước dừa. Hồi sáng là mua 2 trái dừa đây. Nước dừa xiêm á. Kho bằng nước dừa xiêm á nha, cái không có kho nước lọc, toàn bộ là mắm là kho nước dừa. À vậy. Bây giờ trước mắt là mình đổ vô đây để mình nấu mắm ra cho nó rã nè. Nấu mắm là mình cho nó rã ra. Xong mình lấy cái xô một hơi mình lượt qua. Rồi. Giờ trong thời gian chờ đợi chút xíu cho nó rã mắm ra nha. Nè, có mắm cá sặc nè. Mắm cá sặc mới ngon nha Dũng nè, mắm cá sặc nè. Rồi có mắm cá linh. Có mắm cá linh luôn. Mắm cá linh. Rồi mắm biển. Mắm. Nhưng mà kho mắm là phải có mắm biển mới ngon. Mắm biển là cái con mắm cá mà nó ở biển người ta làm mắm á. Trứng kho với thịt. Anh nuốt sẵn cái này anh quên giới thiệu. Đây là con cá trứng. Nhưng mà bây giờ anh nói luôn. Anh
anh nói con cá trứng thôi chứ đáng lý là nó là con cá bóng trứng thì cá bóng trứng nhưng mà anh nói bóng trời ơi nó đại đi cá bóng trứng mà sợ đó trời, trời. Đây là cá bóng trứng nè rồi đây ngon lắm anh đã kho anh đã đuốc rồi đây một hơi anh đang thử đây thịt đây là thịt ba rọi anh sắc anh uống bây giờ anh kho thôi 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 ngon lắm rồi anh kho cái này đi trong thời gian chờ đợi trong thời gian chờ đợi nè tại vì anh ướp nó cho nó thấm ở trong đây anh ướp cái gì vậy anh ướp gồm nè đường đường bột ngọt bột ngọt nước mắm có cần có bột nêm không có chút xíu bột và nêm còn rồi anh có ớt có tiêu gì không ớt ớt thì nó ướp đây rồi chừng nào tiêu một xong mình kho xong á thì hành ở trong mình có tỏi không ở trong đây có tỏi không anh không ăn tỏi anh không ăn tỏi đây cũng là một cái điểm của ông chủ này nha ông chủ này là không ăn tỏi nha cho nên là ông không có ướp tỏi tùy theo nhưng mà anh rất thích là ăn cái món dân dã gì lắm cá là cá nhỏ nhỏ chứ anh không thích ăn cá lớn em cũng vậy má em ở nhà thích ăn này lắm lần đầu thấy cá bóng trứng á có mua về đó kho một nồi mà có ai ăn đâu tàn em ăn không em thích ăn cá bóng trứng nhưng mà cái cá bóng trứng này á nó có một cái đặc sắc như nè em kho liền em ăn không ngon nhưng mà qua hôm sau hoặc sáng em kho chiều em kho lại thêm lần nữa kho lần nữa thì con cá nó rất là cứng nó rất là ngon cái bí quyết là vậy đúng không em cũng thấy vậy đó có nghĩa là kho đi kho lại con kho cá đi kho lại rất là ngon 2-3 ngày đừng bỏ nha chứ không phải là mình kho xong rồi á là mình ăn liền thì con cá nó không có cứng dạ đúng rồi đây nè nhưng mà cứng theo bí quyết của anh Hiếu thì khi mà kho cái cá bóng trứng á thì mình kho mình ăn liền thì nó không có ngon mình để chừng 2-3 lần á ha đúng rồi kho 2-3 lửa đó 2-3 lửa cái cá đó nó mới ngon được đó bây giờ nấu nè cho rã ra anh ơi cái mắm kho này nó có giống cái bún mắm không không em mắm không kho này nó khác là tại vì kho á là mình phải kho cho nó đậm đặc còn bún mắm á thì người ta nấu á thì nó lạt hơn nó lợt hơn nó lỏng hơn nó lỏng hơn còn cái này là cho kho... cái nước nhiều hơn đúng rồi kho cái nước nhiều hơn còn cái này là coi như kho mắm là mình để cho mắm nó nhiều tí xíu ăn cái lạnh là nó mới ngon đúng không rồi bây giờ tới cái quá trình mình lọc quá trình là bây giờ anh lọc mắm nè dạ đây mắm nha mình lọc mắm nè rồi cái này mình bắt đầu mình chế nước dừa cho hả? Bây giờ là bắt đầu anh mới chế nước dừa nhau nha. Nước dừa này là phải mình mua nước dừa cũng phải biết nữa mua dừa mà dừa nó hơi rám chút xíu đừng có mua dừa non quá nó bị chua nha. Mua dừa rám chút xíu. Bởi vì nấu ăn á Dũng biết không là nó cũng là một cái nghệ thuật đúng. Mình đúng là nấu ăn một cái nghệ thuật mình phải trình bày rồi phải nấu làm sao đó chứ em mua mà nước dừa nó non quá thì về nó bị chua. Dạ. Đã mắm rồi mà còn nước dừa vô nữa thì nó còn gì bằng. Nhưng mà nhớ là nhân mua dừa cũng nhớ nha, không mua dừa non nha. Em nghĩ rồi dừa hơi rám rám. Đúng rồi, dừa rám là cái nước nó rất là ngọt, còn dừa mà mua dừa non quá thì nó bị chua. Rồi, nhớ đường nhớ rám thật không? Nhiều quá nó bị loãng không ngon. Rồi có món nữa nha, cái này anh làm sẵn, đây là cái củ ngải bún kho mắm kho hoặc bún nước lèo thì không thể nào thiếu nếu cái người dân Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu củ ngải thì bún. Không thể nào thiếu cái củ ngải bún này, em hửi đi rất là thơm rất là thơm rồi. Nhưng mà trước khi về mua về thì em sẽ nướng nó phải nướng nó lên, em đập dập ra em bỏ nó vô thì nó sẽ bán cái mùi mắm nó không còn tanh. Dạ dạ mà nó rất là thơm. Đây là ngải bún nha anh đó mọi người ơi, mọi người giống như anh Hiếu anh chia sẻ đó, thì khi mà mình nấu bún mắm hoặc là bún nước lèo thì ở dưới miền Tây thường là có cái củ ngải bún. Nếu mà nấu mấy cái món đó mà không có cái củ ngải bún này thì nó không ra, đúng không anh? Đúng rồi, không nó thể không nào thiếu ra. Không thể nào thiếu củ ngải cho bún. Cho nên là mọi người nha, hãy thử theo phương pháp của anh Hiếu coi như thế nào, là ở trong đó là có cái củ ngải bún để mình kho mắm hoặc là nấu bún nước lèo thì cái hương vị nó sẽ đặc trưng hơn nữa, đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà là nhớ là phải nướng lên nha. Nhớ là phải nướng. Nướng lên, nha. Đập ra, dập ra chứ để nếu mà để vậy thì nó không có thơm bằng. Rồi. Em thấy có cái chén xả với ớt này là đúng rồi, xả ớt này một hơi là mình bỏ vô mắm. Chứ không cũng phải... không thiếu xả ớt luôn nha. Mình không có xào nó trước ha. Không.
mình sẽ bỏ mình vô để khi mà nó sôi lên mình bỏ vô thôi. Thì mình bỏ vô ớt với xả đây. Tại vì nếu mà như thì mình kho thì cá này nè mình phải chiên sơ nhưng mà chiên thì dầu mỡ anh không thích thì mình có cái củ ngải bún này mình đã xử lý rồi. Rồi trước khi làm cá này thì cũng rửa muối rửa rượu rồi rửa rượu rồi thì con cá này nó sẽ không tôm cá thịt nó không có tâm. Tất cả mình làm những cái gì chế biến đây anh xài rất là xài nhiều rượu. Anh xài là anh phải xài rượu, anh rửa tất cả cái gì cũng xài rửa rượu. Bởi vì ta nói một cái con người giỏi á, khi mà làm cái gì cũng giỏi, mọi người thấy rõ ràng không? Là coi như là không những là người phụ nữ đàn bà giỏi rồi nha, mà một khi đàn ông chúng tôi đã giỏi rồi thì giỏi gấp mấy lần phụ nữ với đàn bà. Đàn ông mà giỏi biết rồi, cô không thua gì phụ nữ đâu nha. Dạ đúng rồi, dạ. Bây giờ thì bây giờ mình coi cái nồi cá kho. Nồi cá kho bắt đầu nè. Bây giờ là kho đặt xuống. Sôi lên nè. Sát vô không? Kho đặt xuống. Đây là cá bóng trứng nè mọi người. Cá bóng trứng. Cái này là tất cả là anh ướp sẵn rồi. Anh ướp sẵn rồi, anh ướp hồi sáng. Cho nó sệt lại phải không? Đúng rồi, bây giờ chỉ kho sệt lại để tiêu vô là xong, để hành tiêu vô. Đó, không cần nêm nếm lại không ha. Không cần nêm nếm, anh đã làm xong rồi, đã vừa ăn rồi. Trời ơi, nó ngon quá mọi người ơi, trời ơi. Cái buổi trưa mà tao nói nghe nó đang trời mưa nữa anh Hiếu mà bây giờ mà có cái nồi cá này, trời ơi, lát các em ăn cơm rất nhiều đây. Em ở đây ăn cơm đi, phải em ở gần á, em qua đây em khỏi nấu cơm nhà, qua đây em nấu, anh siêng nấu lắm. Ăn hoài luôn á ha. Bởi vì ở nhân viên á, ở nhà á, mà đi lại á, là ăn cơm là nhân viên sẽ biết ai nấu. Dạ. Đứa nào cũng vậy hết, nhân viên biết là bữa nay là anh Hiếu nấu, nay chú Hiếu nấu. Còn hoặc là nay cô Thu nấu, nay chị Tuyết nấu là ta đều biết hết. Hay ha, có nghĩa là người ta cảm nhận được cái hương vị, cảm nhận được anh Hiếu nấu là ngon nhất. Rồi làm cái gì nó cũng đủ nhất hết rồi á. Nói chung là nó tử tế, nó đầy ốc, nó bao dung. Đúng nó, rồi, đây là nội em thấy không, cái đổ rau thôi. Cái đổ rau là sáng ngày anh đi chợ anh mua nè. Đây là gồm có là bông súng nè, ăn mắm kho thì không thiếu bông súng ha. Rồi có cái rau đắng rất là quan trọng. Ăn mắm kho mà không có rau đắng là không còn cái vị gì hết. Là rau đắng nè. Rồi mình có rau má. Rau má nữa ha. Có rau má nè. Rồi có cải, có cải nọc ăn rau quan trọng. Cải bẹ xanh non. Cải bẹ xanh non là có rau càng cua. Ủa có rau càng cua nữa ha. Có rau càng cua nè. Vậy hả? Có rau càng cua rồi có vài cái cọng ngò gái. Cọng ngò gái ăn cho nó thơm, đừng nó bán cái mùi mắm. Ngò gái. Rồi trong khi đó là không thiếu khế. Khế mình sẽ sắc lát ra em, chút mình sắc lát ra. Rồi kẹp theo đó là dưa leo. Rồi. Đó, dưa leo nè. Rồi không thể thiếu nữa là đậu rồng. Đậu rồng. Đó, chính xác luôn. Trời ơi. Đó, anh làm cái gì phải đầy đủ, nhưng mà cái này là bất ngờ để ăn một buổi trưa bình xịn soạn bình thường thôi. Thì anh Hiếu, ảnh làm khác với Dũng. Thí dụ Dũng có kho mắm á, thì Dũng cũng sẽ lấy cái thịt ba rọi với lại cái xả Dũng khìa trước cho nó xăng lại. Xăng lại xong Dũng nêm nếm một tí xíu rồi xong sau đó khi lọc mắm xong rồi đó thì Dũng bắt đầu Dũng mới chế cái nước mắm nó vô trong cái vụ mà xào thịt luôn đó với lại xả luôn đó. Thì như vậy nó mới dậy cái mùi lên, nó mới thơm và một chút tỏi nữa nó mới rất là thơm. Thì anh Hiếu thì ảnh làm theo cái kiểu của ảnh nha, còn Dũng thì theo Dũng ăn á thì Dũng làm theo cái kiểu của Dũng đó. Rồi bây giờ anh làm tiếp đi. Bây giờ tí xíu là thì bây giờ đi bột ngọt. Anh cũng có ăn bột ngọt nữa đúng không? Ăn bột ngọt. Đúng ý em cũng ăn bột ngọt, tại vì mình mà không ăn bột ngọt á nó cái món vị đúng rồi, ăn nó không có đậm đà. Nấu mà không có bột ngọt là cũng không ngon. Đường mắm á, thì đã mặn rồi mình phải thêm hai muỗng đường nha, tại vì anh thì anh thích ăn mặn ngọt. Ăn mặn ngọt hai muỗng đường. Dằn chút xíu, tại vì mắm á, nó đã mình đổ nước dừa vô thì nó đã ra rồi, nó cũng không có mặn gì mấy, mình phải thêm chút xíu. Còn cần ngọt cà no đây chút xíu thôi đó, thêm một tí xíu cà no vô nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đợi cho nó sôi bùng lên. Bây giờ chờ cho nó sôi bùng lên. Sôi bùng lên thì bắt đầu bây giờ trong thời gian này thì mình bỏ xả vô nha. Cho bỏ xả vô đi. Bỏ xả ớt vô. Hơn nửa chén xả nha. Hơn nửa chén xả ớt sẵn. Rồi thôi thí dụ mình muốn ăn mà cay nữa thì mình lấy ớt mà mình dầm vô. Xả nhiều thì ngon chứ không có gì. Đây. Đó. Cái này gọi là kho mắm nha cả nhà. Kho mắm nha. Đó bây giờ em quay qua bên đây, phía bên đây đi, cái nồi này đã xong.
đó, trời ơi. Cái nồi nhà bà mà cá xong ha, bây giờ bỏ hành vô. Bỏ hành vô, cho cái ớt vô cho nó điểm xíu. Đúng rồi, hơi ớt vô, tiêu vô. Đẹp quá mọi người ơi, nó ngon quá mọi người, nó kẹo lại rồi, trời em đói bụng quá. Trời ơi. Anh thì ăn cay nhiều lắm, không không phải một trái ớt mà cả ba trái ớt. À vậy hả? À, đẹp ghê không? À, trời ơi, xịt tiêu nữa ha. Tiêu bỏ lên. Tiêu nữa. Còn cái món đã là cá bóng thịt kho tiêu thì không thể nào không thiếu tiêu. Rồi, ít thôi, ăn cay quá, lát xin tôi ăn nổi ta. Rồi xong. Rồi. Xong cái okay. Món này nha. Cái món này thịt kho, thịt ba rồi, kho tiêu với lại cá bóng đã xong xuôi. À, cá bóng. Rồi, cá bóng củ nãy bún mình bỏ lúc nào? Tiếp tục thì một hơi á. Mình sẽ chờ thịt cá mà nó chín xong thì cái nguyên liệu gồm có phụ nữa thì không thể thiếu. Gồm có nãy bún, nấm rơm, củ cải trắng, khổ qua, cà tím, đậu bắp. Ủa? Và không thể thiếu, đây là rất là thích, dưa. Ủa sao kỳ vậy, có cái món dưa leo có trái, này có trái dưa leo chua ngọt bỏ vô. Ủa? Ăn nó rất là giòn mà đỡ ngán. Ủa ngộ quá ha. Ăn nó đỡ ngán nha. Ngộ quá đây. Ha đó, cái này là anh tự nghĩ ra, anh tự tự nghĩ ra, anh thích anh sao thì nấu vậy. Anh thích ăn cái gì thì nấu vậy. À, có nghĩa là theo ảnh cảm nhận ảnh thích làm sao, à, thích làm sao nấu vậy. Cái này thì không phải bắt buộc, nhưng mà mình muốn bỏ cái gì vô cũng được hết trơn á. Nhưng mà nếu mà mọi người thích ăn cái dưa leo chua ngọt thì mọi người ăn, còn không thì thôi. Không thì thôi người... bỏ vô. Có người thích bỏ cải chua vô. Dạ rồi đó, mình bỏ đi anh. Theo đây là cải bún nha. Đó, bỏ vô luôn. Nè, bỏ vô nè. Giờ tiếp tục là bây giờ tất cả này mình bỏ vô nó đi, nó đổ vô. Đổ hết cho luôn. Đổ hết vô. Trời ơi, nó ngon quá cả nhà ơi. Rồi xong cái này thì trong vòng bao lâu? À, cái này khoảng 5 phút là nó đã chín rồi, đậy nắp lại, sôi ùm lên là mấy cái này nó dễ chín lắm em, đừng có kho rụt. Kho rụt quá thì nó ăn nó ngán lắm. Mình chỉ vừa kho vừa chín tới thôi. Rồi món ăn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ là Dũng sẽ thử coi cái khẩu vị nó như thế nào nha cả nhà ơi. Anh Hiếu ơi rất là hấp dẫn nha Hiếu nha. Bây giờ là em thử nha. Dạ anh mời em nha. Dạ cái này là coi như em thử cái nước mắm kho của anh trước nha. Dạ đây. Còn bây giờ là anh cũng đói bụng quá rồi nè. Dạ dạ đây đã, em thử coi. Trời ơi anh ơi, vị rất đậm đà, cái mùi nước dừa nha, và cái hải sản nó ra đó, chỗ nó ngọt, cái nước mà nó rất là đậm luôn, không có bị mặn mà cũng không có bị ngọt, ăn rất là cực kỳ ngon luôn. Theo em luôn. Là mấy món, ví dụ anh muốn mở quán bán được không? Món được luôn, chắc chắn được nha. Món này là món gọi là cái món mắm kho nha mọi người ơi. Trời ơi hấp dẫn nè, mọi người coi lại đi, mọi người vô coi lại nè. Trời ơi hấp dẫn mà ngon cực kỳ luôn, cái nước đậm đà phải nói thiệt. Đây là cá hú nè, không chê vào đâu được. Cá hú là kho hú giữa nè, cái bụng béo ghê chưa. Đây cái bụng nè. Giờ em ăn thử, anh mới em miếng cơm ngon nha. Mới em ơi, miếng cơm. Anh Hiếu ơi quá ngon anh Hiếu ơi. Bây giờ em ăn thử miếng cơm. Ít thôi nhiều đó thôi. Rồi em ăn thử miếng ăn. Miếng này nè. Cá kho Cá kho với cá bóng trứng nha. Cá bóng trứng kho với thịt ba rọi. Anh vừa ăn mặn ngọt ngọt. Anh thấy cái mặt em nghiêm vậy là biết rồi đó. Cực kỳ ngon. Trời ơi nó bắt lắm luôn cả nhà ơi, nó rất là bắt cơm luôn. Đây. Nó ngọt ngọt, nó mặn mặn. Đúng là dân miền Tây phải nói là làm đồ ăn đó. Nó rất là vừa ăn mà nó rất là đậm đà, hương vị dân tộc nó tràn ngập ở trên đây luôn vậy đó cả nhà ơi. Trời ơi nó ngon quá. Rồi em ăn đi. Còn đầu giờ bắt đầu chủ yếu là ăn rau. Bây giờ mình ăn nha, em mời anh Hiếu nha. Mời em. Bây giờ cái này á, là mình đậu rồng vô đây hả hàng cao? Đậu rồng nè, bỏ đây múc nước chế vô. Bỏ vô đây hả anh? Ừ. Chứ không phải là mình nhúng vô luôn hả? Hồi nãy á, em có hỏi anh á, là tại sao kho mắm mà lại có dưa chua. Em ăn thử miếng dưa chua đi. Tại vì dưa chua này á, nó chua chua, thì ăn cho nó đỡ ngán. À, đúng thiệt nha cả nhà. Dưa chua, ăn đỡ ngán luôn. Đỡ ngán. Còn cái này là nấm. Nấm,
là mình chan cơm cho về có màu chan cơm vô rồi rau muốn ăn rau gì thì ăn rau đấy, nhưng mà cái này chắc mình phải có một cái chén nước riêng đó để mình chấm cho mình, hay là mình dùng thẳng ở đây luôn. Nếu mà em muốn chấm á thì đây là có cái chén riêng nè, đây anh múc ra riêng cho em chấm, thích ăn ớt thì dặm ớt vô thêm, còn tại vì em không ăn cay. Ngon quá mọi người, không ăn cay. Thật ra em nói cho mọi người biết nè, em là cái người mà giống má của em á, má em á rất là thích ăn mắm ăn khô, mà em cũng thích ăn mắm ăn khô dữ lắm luôn á, cho nên á khi mà nghe anh nói cái món mắm này á mà lâu lắm rồi em chưa có được ăn lại, tại vì á cái món này á là em ăn của chị Cát Phượng á, chị Cát Phượng nghệ sĩ đó, chị Pin đó, chị làm cái món mắm kho cũng ngon lắm, tại vì chị Cát Phượng là dân gốc Bạc Liêu, mà chị làm cái món mắm kho này cực kỳ ngon luôn, nhưng mà hôm nay em qua bên nhà anh em thấy anh làm cái món này á cũng không thua gì chị Cát Phượng luôn, mà nói chị có đậm đà ngon, mà phải nói là ăn rất là bắt cơm, cộng thêm cái dĩa rau nữa, trời ơi cái dĩa rau nữa quá hấp dẫn luôn. Ui trời ơi đây nè, đó mọi người ơi, bỏ vô vậy nè, ăn vậy không thiếu bông súng nha mọi cái người. Này mình ăn với bún cũng được ha anh ha, ăn với bún cũng được, tại vì cái này anh ăn ăn cơm trưa đó. Ngon quá, em thử em thử ăn rau đắng, em có ăn rau đắng được không? Có ăn rau đắng được đó, em ăn rau đắng em. Ngon quá cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng ăn nha. Đó, bỏ vô giờ đúng anh. Rồi, đúng rồi, đó. Đây là thử nè, cái bụng, cái lườn, cái bụng con cá hú đi. Ngon quá. Đây. Đó, anh để dưới đây. Đó. Thử đi. Ngon quá mọi người ơi. Chút tóc. Quay cận vô cái mỏ của chú nè. Ngon quá. Ngọt cá. Có cái cà tím không mà? Có cà tím. Đây cà tím mà, đây. Cà tím nè mọi người. Cà tím nè. Cái nước nó đậm đà mà nó ngon dễ sợ luôn á. Em biết sao mà cái nước đậm đà không? Là nhờ nước dừa á. Nhờ nước dừa tôi. Cái chân cái bình bông chi mà đẹp dữ vậy trời, anh đừng nói với tôi á là coi như là anh biết tôi qua rồi anh chuẩn bị cái bình bông này cho tôi không nha. Có đâu, không có đâu, không có đâu, cảm ơn nha. Nói là nếu như tại vì ở đây á là anh làm khách sạn mà cách 2 ngày là anh thay bình hoa tất cả hết mà đây là hoa này, em biết hoa gì không đố em á? Không biết hoa gì luôn. Đây là hoa hạnh phúc. Hoa hạnh phúc anh hả? Một mình anh cô đơn nha, nhưng mà lúc nào anh cũng trưng hoa hạnh phúc để cho mình cầu mong tất cả mình được hạnh phúc, mình được có một cái người thân bên cạnh, những người là lúc nào cũng quay quần với mình đó, đây là hoa hạnh phúc. Còn nếu như anh mà biết em qua đó, để biết anh trưng hoa gì không? Hoa gì? Tặng em thêm một bình hoa dạ thọ. Trời đất ơi anh ác vừa tôi nha nha. Anh nghĩ là sao mà anh tặng em nguyên một cái anh cấm nguyên cái bình hoa dạ thọ vậy trời, là ý anh nói là em là coi như là ở cổ trên hả? Mà tù quyết áp rồi đó thì nam nữ đều uống được hết nha, anh có thể dùng cái sản phẩm này. Và mọi người ơi, nếu như mọi người muốn mua những cái sản phẩm bên shop Family Cát Tường thì mọi người nhớ cái số điện thoại hotline của bên shop Family Cát Tường, đó là 0903 600 277, số thứ hai đó là 0985 382 424. Còn bây giờ thì Minh Dũng và anh Hiếu xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, chào, bye bye, bye.
Yeah.